Minecraft, nhưng càng đi thì mình càng giàu. Vì khi đi tới bất kỳ đâu thì đôi chân 3 ngày chưa rửa của mình sinh ra rất nhiều khối có giá trị. Công việc của mình ngày hôm nay chỉ là đi và đào bới mà thôi. Khi đủ giàu có và mạnh mẽ rồi, mình sẽ kiếm con rồng quýnh lộn. Rồi mình sẽ xin nhẹ nó bộ da để làm áo ấm da rồng. Hãng hàng không Kana Airlines xin thông báo máy bay đã chuẩn bị cất cánh. Xin quý khách thắt chặt dây an toàn và chuyển điện thoại qua chế độ bay. Máy bay hết nguyên liệu rồi. Các bạn có thấy gì không? Tùm lum khối sinh ra dưới chân mình luôn. Úi, có cả rương nữa nè. Có gì trong đây? Đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ. Tiếp tục chạy. Úi, cái gì vậy? Hình như mình vừa nhận được tất cả vật phẩm trong một cái rương của khu mỏ bỏ hoang. Thì nó mới có đường ray đồ này kia nè. Ngon à, ngon à. Ui, có TNT nữa. Ôi, wow, một cái lồng spawn heo. Hỡi cái gì mà hỡi. Tuy chừng anh 3 ngày chưa rửa nhưng nó thơm lắm. Trời ơi, nó chạy y như ngựa vậy đó trời. Úi, nhưng mà khi mình đi ngược lại, những khối vừa sinh ra nó sẽ biến đổi thành những khối khác. Phải cẩn thận, chứ để dậm lên mấy khối có giá trị là toang luôn. Úi, úi, có một màn chế tạo kìa. Wow, cuối cùng đã có kim cương. Kim cương của anh mà mày dám xí hả? Bắt trước mấy con ngựa chạy hay ghét thiệt chứ. Thôi, làm gì thì làm, cũng phải làm lầm tặc thôi. Đã có cúp và rìu trong tay. Bây giờ mình có thể khai thác hầu hết tất cả các khối rồi. Yeah, đầu tiên mình sẽ đi đào kim cương. Đâu mất tiêu rồi? À đây. Yeah, mấy cái thùng này có gì? Ủa, thùng không không vậy ta? Wow, có cả mảnh vỡ cổ đại nữa. Và thêm cả bàn phù phép. Ngon lành. Nhưng hiện tại mình chưa đủ kim cương để làm cốp. Tiếp tục chạy bộ thôi. Sẵn tiện luyện tập vài bữa mình có giờ kiểm tra thể dục rồi. Wow, một khối vàng luôn. Một quặng kim cương. Ui, một khối kim cương. Một khối sắt. Làm cây cúp kim cương liền. Nhìn cái gì? Cho mày nè heo. Đi đào cà rốt ăn đi hửi cái gì. Bây giờ chúng ta đã có thể đào được mảnh vỡ cổ đại rồi. Ý, hình như mình chưa có thức ăn đúng không ta? Để đảm bảo tình hình dân số nó cân bằng thì chắc là anh phải cho cưng vô chuỗi thức ăn của anh thôi. Chứ lát nữa ở đây toàn là heo không thì mất cân bằng động vật á. Hửi nè. 15 cục chắc đủ ăn rồi. Ui, có than nữa. Lấy để nung đồ ăn. Wow. Tiếp tục là TNT. Kim cương. Wow, một cái rương nữa. Ui, một cái rương khu mỏ ngon dữ. Thêm một khối diamond. Ui, đập xong nó văng đâu mất tiêu rồi. Mày lấy của anh đúng không? Ui, hết hồn hết dí à. Tiếp tục chạy hơi nào. Ui ui. Quẹo lại quẹo lại. Một mảnh vỡ nữa. Sao toàn khối xây dựng với khối trang trí không vậy cả? Mấy cái quặng chốt đâu hết rồi. Chạy hơi mỏi chân à nha. Có một cái thùng, nhưng là thùng không. Tiếp tục chạy. Mé ra. Anh biến tụi bay thành khối bây giờ đó. Úi úi. Vừa than xong. Ôi, mình hiểu rồi. Mấy cái khối này nó cũng hên xui. Ý, hình như là một khối kim cương. Wow. Yeah, khối này thì được. Một khối vàng nữa. Ôi, đâu rồi? Cái này là đồ ăn văng tới miệng luôn mà còn bị hụt nè. Mấy cái khối này tròn dữ vậy ta. Yeah, một khối vàng nữa.
Wow, một cái thùng có chút chiến lợi phẩm. Lấy cái này về cho bà con trong làng có vốn làm ăn. Úi, khung cổng kết thúc. Rồi xong, cây cúp với khung cổng không thuộc về nhau rồi. Có cách nào để lấy nó lên được không heo? Ừ, ok. Nó nói nó cũng không biết. Quầy, một cây đè. Lấy sẵn, tí nữa mình phù phép vô đồ. Thôi, không nghe nhạc đâu. Hát diện thạch thì được nha. Wow, một cái đường xịn dữ. Ui, một cái máy cưa đá thì phải. Yeah, mình lấy là để về dạy nghề cho mấy bác thất nghiệp trong làng đó. Một người gì mọi người? Ui, có nhìn nhầm không vậy? Hình như là một khối netherite. Wow, nhìn kỹ lại coi có bị tròn không ta. Ngon lành cành đào. Vừa làm việc tốt cái đời nhân quả nó tới luôn. Đào lên thôi. Úi, đâu rồi? Rồi xong, quả này hơi bị chua nha. Úi, thêm một khối khác xuất hiện. Lần này bớt tròn lại nha, tôi là người tốt đó. Yeah, lụm được. Amazing, good job. Được 9 phôi luôn. Tha hồ mà nâng cấp. Bây giờ mình sẽ đi tìm dân làng để chia sẻ sự giàu sang này với bà con. Biết đâu mấy cái khối mà mình không cần dùng thì bà con lại cần thì sao nè. Úi, chưa gì hết là thấy thích rồi nha. Một khối emerald. Yeah, đây rồi. Wow, làng mình xem ra cũng khá giả quá ha. Bà con cô bác tập trung, tài lộc tới nhà rồi nè. Wow. Đó, mê liền. Úi, có một quyển sách phù phép gì nè. Bảo vệ khỏi lửa. Được, kiểu này phải để ý mấy cái rừng mới được. Cũng hên xui lắm. Đó. Nani? Úi, bác học nghề luôn rồi á hả? Trời ơi trời, bác thợ vũ khí. 11 ngọc đổi một cây kiếm cùi bắp. Vừa có nghề ngỏng mà bị đặt khôn ha. Ý, con bác này đừng sợ. Con cũng tạo việc làm cho nè. Wow, bác thợ nè. Chúc bác có công ăn việc làm ổn định và sớm được lên cấp nha. Liếc cái gì mà liếc. Ok, bây giờ mình sẽ chạy quanh một vòng làng để coi có thêm cuốn sách phù phép nào ngon không mình lấy. Úi, có rương rồi nè. Wow, sức mạnh 4. Lát quăng vô kỳ cùng bắn hết bài luôn. Thêm một rương nữa. Rương này hơi cùi. Một khối kim cương. Một trái táo vàng. Úi, mình trúng cái gì mà bị choáng rồi. Ôi, nó choáng giống như lúc mình xuống địa ngục vậy đó. Kêu min nè. Mấy bác dân làng ơi, con bị trúng gió rồi. Có ai rảnh không cạo gió giùm con đi. Ôi, hết rồi. Mấy bác dân làng này chắc lo đi đào bới rồi chứ hơi đâu để ý tới mình ta. Wow, một cái nhà thờ của bác Linh Mục. Để mình tầng tràng lại cho nó đẹp. Đó, đẹp hơn rồi đúng không bác? Nhưng mà nhớ bỏ thuốc đi nha. Chứ hiện tại là ở trong nhà có TNT rồi đó. Ui, cái gì vậy? Chạy lẹ. Mình báo bác Linh Mục rồi mấy bạn ơi. Ôi, hello bác. Dạo này rèn được cái gì có giá trị rồi. Thôi, có gì đâu mà than. Lấy cái cúp ra đi đào đi, quá trời khoáng sản kìa. Ui, công nhận khối này nó tròn thiệt á. Rương. Wow, dạo này người ta nghe nhạc trong điện thoại hết rồi, ai mà thèm nghe qua đĩa đâu mà cho hoài vậy ta. Ý, một cái bàn rèn. Ôi, hello. Trời, núp dưới đây đợi gì vậy anh trai? Úi, chạy lẹ. Kêu Mina. Lèo. Ban ngày ban mặt mà dám dở thói cung đồ. Wow, cái chuông làng xịn nhất mình từng gặp. Bà con này hãnh diện dữ rồi nha. Nhưng mà coi chừng mấy tụi cướp qua nó chơm luôn cái chuông là căng á. Nghỉ chừng ăn ổ bánh mì vô. Chạy nãy giờ nó sưng cái bắp chuối rồi.
Ui, một cái thùng xịn sò. Xuyên thủng hai. Hình như cái này dành cho nọ. Cứ giữ đã, tí xíu rồi tính sao. Thôi, chắc đủ rồi. Mình mệt quá chạy không nổi nữa. Và đây là tất cả những gì mình thu lượm được trong chuyến chạy marathon vừa rồi. Tuy chưa tìm đầy đủ được tất cả những thứ cần dùng, nhưng thôi, tánh mình không có tham lam. Úi. Trời ơi trời, có lỗi với bác thợ rèn ghê á. Ui, bác thợ rèn này giàu hơn mình tưởng. Kim cương mình không cần, nhưng cần hết diện thạch. Bình thường mình khó khăn mình qua kiếm thì toàn là giấu đồ. Ngày hôm nay mình giàu có, bắt đầu đem kim cương ra bỏ trong rương khoe. Ê, cho chân phỏng chân đó anh Golem ơi. Đặt đồ nghề xuống, quăng bớt mấy cái đồ linh tinh. Đầu tiên làm full set kim cương rồi tính. Sau đó nâng cấp lên Netherite. Amazing good job. Còn bây giờ thì tiến hành phù phép thôi. Được có mấy cuốn à. Mình sẽ phù phép bảo vệ khỏi lửa 2 vô áo. Sức mạnh 4 vô cung. Còn hiệu sức 3 vô cuốc. Ôi, mình thiếu một cấp thôi. Cứ tạm thời để đó, tí nữa tính sao. Chà, la 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 la. Thu dọn đồ. Ok, ban phước lành cho bà con nhiêu đây đủ rồi. Ôi, công nhận bà con có nhiều sự lựa chọn ghê ha. Vừa nghĩ việc này là có việc khác làm liền. Từ nay trong làng mình không còn ai là thất nghiệp nữa. Kiếm một viên đá lửa để làm cái đồ bật lửa. Ôi, phải cẩn thận mới được. Sơ hở cái là mất tiêu sỏi liền. Yeah. Lấy thêm ít diện thạch nữa mới đủ. Cẩn thận. Ui, báo rồi. Kiểu này là phải xây một cái cổng to hơn mới được. Bây giờ chắc ok hơn. Yeah. Đi tới đâu báo tới đó ta. Hiện tại mình đang có rất nhiều vàng trong tay. Đi tìm một anh heo nào đó có duyên đổi ngọc Ender thôi. Yeah, đây rồi. Đang đi dạo hả anh heo ơi. Uất à, lều lều. Úi úi, anh heo nổi giận. Nổi giận thì nhảy xuống đây. Đổi độc quyền với anh luôn á. Ok, thôi được rồi anh heo ơi. Để coi có gì tặng, cảm ơn anh heo không nha. Thôi, tặng anh cục thịt heo đó. Với lại cái lòng heo kế bên anh. Lâu lâu thèm thịt heo á thì lấy mà ăn nha. Em đi á. Chà, hôm nay anh heo không đổi cho mình bình kháng lửa nào ta. Mà thôi, có cái áo bảo vệ khỏi lửa 2 này cũng được. Hello. Ôi, nấp quốc à. Ôi ôi, cũng vô dữ ta. Phải cẩn thận đi đứng. Chứ nếu không cái lòng spawn này mà biến một cái là xong luôn. Phung nè. Trời ơi trời, còn có màn nhện nữa hả. Ui ui, đi xa. Trời ơi trời, hội đồng dữ vậy. Dám suối mấy anh skeleton wither quýnh anh mày hả mày. Ok xong, chúng ta tìm đường trở về đất liền thôi. Ôi, anh heo có thú vui tào nhã quá ta. Rồi đỡ đói bụng rồi sao xuống kiếm đồ ăn anh heo. Thôi để em giúp cho anh vé. Ui ui ui. Ôi, kêu Mina. Em giỡn thôi anh heo ơi, em không có cố ý. Thoát rồi. Mấy anh heo này hung dữ thiệt. Trước khi đi đánh rồng, để mình độ hiệu suất vô cây cuốc chim cái đã. Còn quyển sách này thì không có dùng, dục luôn. Lên đường. Ngay dưới dân làng luôn. Chà, nhưng mà hôm nay hình như hơi chua nha. Ôi, thôi đi ông nội. Lỡ mà đang trong lúc đầu hàng, con Ripper nó xuất hiện thì chạy đi đâu trời. Liều thì ăn nhiều luôn. Trời ơi trời, cái gì nữa vậy. Ui,
chắc đào bằng kiểu này cho nó chắc cú. Ui, nữa hả? Ý, hình như sắp tới rồi. Thấy con cá xấu xí là biết. Pizza. Yeah. Vô ngay thư viện luôn. Wow, để coi có cuốn sách nào hay ho không. Xuyên thủng 4 bảo vệ 3. Được, đổi với cái giàn giáo liền. Sức mạnh 3. Úi, mình có sức mạnh 4 rồi. Không thèm. Trời ơi, đi đâu vậy anh trai? Mình nhớ là còn một cái rương nữa. Úi, đây ơi. Trời ơi trời, giờ này cháu kim cương chi nữa ta. Yeah, quần bảo vệ 3. Đi quánh rồng được rồi đó nha. Wow. Úi, hết hồn ông nội. Chơi mà núp phục kích. Đi ra. Cái gì xương không mà ăn cái gì. Đừng quay nữa. Phải cẩn thận mới được. Sơ hở một cái mấy khung cổng này biến đổi là xong luôn. Yeah. Ngon lành. Bây giờ mình sẽ đem phú quý tới cho con rồng với mấy anh Enderman ở trong. Wow. Obsidian mà cũng bị biến đổi nữa nè. Wow. Ui, nguy hiểm quá. Yeah. Ra lụm đồ đi mấy anh Enderman ơi. Ui, kêu Mina. Trời ơi trời. Được rồi, mình sẽ cho anh mấy anh Enderman. Đúng rồi, đi theo anh. Tới đây, tới đây. Ui, sao nổ vội dữ vậy. Hello anh rồng. Để tôn trọng đối thủ, em sẽ phá mấy cái trụ này cái đá. Chứ để anh rồng kêu chơi mà chấp. Wow, Bedrock cũng bị biến đổi luôn. Một trái táo nữa. Ui, chuồn thôi. Xém nó là đăng xuất ở trên đó luôn rồi. Yeah, xuống đây. Đúng rồi, xuống đây rồng ơi. Chứ còn trụ hồi máu nào đâu mà bay vòng vòng tìm. Ui, trời trời. Nó đậu chưa nóng đít nữa bay mất tiêu rồi. Ê, bé heo ơi, quay lẹ lẹ ra đây dụ con rồng xuống cho anh nha. Ui, ui. Mày nè. Đậu hả? Chết đi. Trời trời, nước miếng không sao mình vô quánh nó trừ. Mày hả rồng? Cung sức mạnh 4 đó. Đúng rồi, xuống đây. Vô vị trí. Hư nè, hư nè. Úi, hôm nay con rồng lạ vậy ta. Hình như cái nhà của nó bị hư rồi nên nó không thích thì phải. Đúng rồi, đậu xuống đây. Úi, úi. Mày. Mày nè, úi. Toan rồi, toan rồi. Trời ơi, cái con Enderman này nó đi cái tướng như ông già vậy trời. Già mà còn hung hăng. Ui, mấy ông già lận. Giống như chim kính cục quá ha. Nổ Ripper ơi, cứu anh một chén. Mày. Còn ông già này để cho anh. Nguy hiểm quá mấy bạn ơi. Thích bay thì cứ bay đi rồng. Anh bắn cho mày bệnh luôn. Còn ông già này muốn gì? Đúng rồi, đậu xuống. Ui, né nước miếng của con rồng đã mệt rồi. Bây giờ còn phải canh thêm mấy con Ripper nữa chứ. Cứ lù lù ở sau lưng mình không à. Đúng rồi rồng ơi. Mày nè. Thích bay thì bay đi, đậu làm cái gì. Đúng rồi. Hôm nay anh chơi cung sức mạnh 4 và mũi tên ma quỷ với mày luôn. Anh cũng muốn chơi nữa hả anh già. Đi đứng lụm khụm mà sung. Ui. Tránh ra cho người lớn làm công chuyện. Còn có một tí xíu máu bị đặt phun nước miếng hả rồng. Xuống đây ăn năn sám hối đi anh tha cho. Ui trời ơi trời. Xung quanh ta toàn là địch. Ui sơ hở là ăn bơm vậy ta. Đúng rồi. Bay đi rồng ơi. Bay đi rồi chết. Ui đừng cản anh Ripper ơi. Để anh quýnh con rồng. Đi ra. Con rồng mập địch này mua chuộc mấy con Ripper rồi hay sao á. Cút xa. Đậu cái gì mà đậu hả rồng. Yeah.
Phải đứng lên đây cho nó an toàn. Ui 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 ui. Thiệt là một lựa chọn sáng suốt khi mình quyết định ép sức mạnh 4 vô cây cung này. Hôm nay phải làm hậu vệ mặt trời bất đắc dĩ rồi. Tuy cái đôi chân thúi này của mình sinh ra nhiều khoáng sản có giá trị, nhưng mà đôi khi nó cũng hơi phiền phức á. Đó, giờ giang hồ đứng ở dưới canh nè. Phải bay thiệt lẹ để về thôi. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chà. Ôi.